Hi, xin chào các bạn, mình là Cross đây. Trong quá trình làm video về cách nạp ga Android 6.e cho tủ thì có phát hiện ra cái tủ này nó đang bị xì. Nhân tiện thì mình muốn quay lại cho các bạn xem luôn. Hướng dẫn tới cái khúc mà xả ga trong tủ ra thì nhấn cái ti ruồi thấy ga xì ra khá ít, mình nghi rồi. Thì mình sau đó mình có nén nitơ mình xem thử sao. Thì phát hiện nó tuột áp, tuột rất là nhanh. Cách đây khoảng 20 phút thì mình co nén nó lên áp là 100 PSI mà bây giờ thì nó tuột xuống rồi. Nó tuột xuống còn có 25 các bạn. Hiện tại thì mình đang thử áp riêng cho dàn lạnh đường hồi về và cái van ba ngã. Dàn nóng mình không có thử, đỡ mình cô lập vị trí mình xác định chính xác là nó bị ở cái khu vực nào. Thông thường đối với những cái tủ như thế này thì hay bị xì dàn nóng trước. Trong cái trường hợp này người trước đó đã thay cái dàn nóng khác rồi nè. Hiện tại thì mình đang hàn ti nạp ga tại vị trí điểm vào của van ba ngã này. Quay lại hàn ti nạp ga tại vị trí đường hút của máy nén. Mình nén nitơ vào bên trong hai cái dàn lạnh về cáp tiết liệu và tới điểm này là kết thúc. Và nhận thấy là cái kim đồng hồ nó đang giảm áp rất là nhanh. Trong cái thời gian 20 phút mà giảm áp suất từ 100 xuống dưới 25 PSI thì chứng tỏ là xì quá là nhanh. Mình có dùng xà phòng kiểm tra nhanh sơ bộ trước ở hai cái dàn lạnh thì không có thấy cái hiện tượng là bọt xà phòng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lại một lần nữa mối hàn kết nối giữa đồng với nhôm ở hai cái dàn lạnh. Đây là những cái vị trí mối hàn kết nối giữa đồng với nhôm. Trên dàn lạnh nhãn mát thì chúng ta cũng có những cái mối hàn tương tự như vậy. Mình sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Trong cái trường hợp nếu như mà không có phát hiện ra vị trí xì thì mình sẽ tiến hành cắt dàn lạnh ra khỏi cái đường hồi về và tiến hành nén nitơ vào. Mình sẽ tiến hành cắt cái đường hồi về tại vị trí này. Tại vị trí này, bịt kín lại. Sau đó nén nitơ vào bên trong. Nếu như mà bị giảm áp suất thì chắc chắn là đường hồi đang bị xì. Mà trong cái trường hợp này đường hồi đang đi âm trong tủ thì chỉ có cách là bỏ đi nổi lại bên ngoài thôi. Bạn lưu ý là trong quá trình mà nhả mối hàn á thì chúng ta sẽ kéo cái ống cho nó ra bên ngoài là cắp cái mặt sâu của tủ rồi sau đó chúng ta chèn dễ ướt vào. Chúng ta nhúng nước rồi chúng ta chèn vào để tránh cái hiện tượng bị cháy cái tủ. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị thêm một cái chai nước như thế này. Ở trên cái nắp mình có đục một cái lỗ nhỏ. Phòng cái trường hợp mà gì lâu nó bị cháy á, do nó gần quá nguồn nhiệt nó cao á thì mình sẽ xịt như thế này, hoặc là nó ảnh hưởng đến cái phần vỏ của tủ thì mình sẽ làm nguội nó bằng cách mình sẽ xịt như thế này. Bởi vì cái vị trí nó khá là chật hẹp, do đó chúng ta điều chỉnh cái ngọn lửa hàn là nhỏ thôi. Xong và ngăn mát chính là tại cái vị trí này và cái vị trí này. Bây giờ thì nén nitơ theo cái đường hút về tại máy nén cho nitơ đi vào đây. Mình vừa mới nén lên 90 PSI thì thấy cái đồng hồ kim nó dịch chuyển về rất là nhanh. Các bạn thấy nó giảm xuống này. Chứng tỏ là đường hồi của tủ bị xì rồi. Bây giờ thì chỉ còn cách là đi lại đường ống mới thôi. Như vậy là mình đã xác định chính xác vị trí xì là do xì ở vị trí đường hồi. Đây là cái đường hồi này, cũng là đường hồi nữa các bạn. Thì mình sẽ tạm dừng video đây, do bữa nay là cuối tuần với lại trời đang mưa nữa. Sang đầu tuần nếu mà rảnh rỗi thì mình sẽ đi mua ống về mình đi lại đường hồi cho tủ và
sẽ bắt đầu làm tiếp cho xong cái video về cách nắp ga R6.E cho tủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.